hôm nay người ta đưa tin 07 công nhân bộ phận tái chế nhựa đã nhập viện, ở trạng thái mất trí nhớ, kích động và không một người đã tử vong. Đọc, dùng mình nghĩ tới rác do mình thải ra. Rác của chúng ta đang tạo ra gánh nặng cho người khác. Chúng ta không ngừng tạo ra rác, và hoàn toàn không thể tự xử lý rác của mình. Chúng ta đang chi trả, để một ai đó nhận phần trách nhiệm giải quyết phần mình thải ra. Để xử lý rác của chúng ta thải ra, tiền không phải là thứ ta mất đi. Thứ mất đi ở đây là chất lượng cuộc sống, là sức khỏe, là sinh mạng của người khác, của tự nhiên. Không thể có giải pháp nếu chúng ta cứ đẩy phần rác của mình vô tội vạ. Tái chế không bao giờ là giải pháp với cách tư duy vô tư tiêu dùng, mặc kệ rác thải ra để người khác xử lý. Cần nhất là bớt rác. Giảm từ đầu vào, từ tiêu dùng, giảm vắt kiệt tái nguyên, kéo dài vòng đời sản phẩm, lấy từ tự nhiên hoàn trả lại tự nhiên. Đặc điểm chung của 6 bệnh nhân trên là họ cùng làm việc chung tại bộ phận nghiền nhựa tái chế của một công ty sản xuất mảnh rèm ở Thanh Miện, Hải Dương. Điều đáng chú ý là trước khi vào làm, tất cả đều khỏe mạnh, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Chỉ sau một thời gian ngắn làm việc tại đây, ngắn nhất là 4 ngày, lâu nhất là 1 tháng thì các công nhân có chung biểu hiện, rối loạn tâm thần, đặc biệt là mất trí nhớ, lú lẫn, rối loạn tâm thần, kích động, hành vi bất thường, trục cộng hưởng từ sọ não có tổn thương chất trắng lan tỏa trên não, xét nghiệm máu có nhiễm toan chuyển hóa, hạ kali máu nặng. Đây là các hợp chất có một công dụng là làm chất ổn định nhựa, plastic stabilizer, ổn định nhiệt, heat stabilizer, được cho vào nhựa giúp nhựa bền vững với nhiệt.